Jack. Yeah, but Yellow Jack. Oh. Sợ quá em. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại với Lưu Linh TV. Này, hai vợ chồng của Lưu Linh đi câu cá mấy bạn ơi. Đi câu cá chút nó giấy có cá, đằng chút mình nấu lẩu lẩu cá ăn mấy bạn. Giờ Lưu Linh đang lên cái cầu nè. Trời ở đây bữa nay âm u lắm, mà chỉ mưa. Giấy cho câu cá. Này trời chuyển mưa, có cái tropical storm in the Gulf of Mexico mấy bạn. Bữa nay thấy mấy bạn thấy không, mây rồi nó đang thù lùi à, mà bữa nay á người ta ra đây quá trời luôn á. Mình nghĩ nay không có người đâu nhưng mà nay có. Ôi, ông đó dính cá. Mây đang thùi luôn các bạn thấy không? Ôi, ông dính được cá bự nè các bạn. Con chát. Chát Craver. Yes, big. Yeah, but Yellow Jack. Yeah, ông mấy câu. Good fight. I got a big fight here. I'm looking for Those are good fish. Thank you. Mới tới mà anh Lưu câu được cá không? Ông câu cá đó xong ngày anh đó anh không có ăn. Anh nói anh cho Lưu Linh nguyên con cá chát Cravel bự luôn. Oh, it looks like a big one, honey. A man. Is it 18? Được con mến mà nhỏ quá. Ai ổn không? Anh Lưu mới câu được con mến. Mà dưới sai các bạn ơi. Ổn quá. Quá ổn. Hồi sáng giờ anh Lưu câu giỏi quá nè. Chỉ được cái con cá của cái anh hồi sáng anh cho hai đứa thôi. Giờ anh Lưu chuẩn bị đánh giải cá, ngồi xuống dưới hai đứa nấu lẩu thái ăn nha các bạn. Để em đi qua nên đánh giải cá làm cá em ơi. Ok. Cá nước muối kế bên luôn. Này anh Lưu rửa xong rồi, anh Lưu rửa nước ngọt lại nữa nha các bạn. Này câu mình ai á, lúc nào mình đi câu á mình cũng có người cho mình cá để nấu hết đó mấy bạn. Các bạn thấy hay không? Mới tới rồi là anh đó anh cho nguyên con cá bự luôn. Tại vì các bạn biết sao, Lưu Linh câu quá giỏi. Thơm cái nước muối á. Cá không có nghe không mùi. Có mùi tanh luôn em. Đó, rồi cái mình còn cái đầu cá nè. Ui. Cái đầu cá này chút nữa chắc lăn nữa nấu cái nồi súp là khỏi nói luôn á. Nay Lưu Linh ăn súp lẩu Thái nha, súp cá. Hả anh, ăn lẩu cá chứ. Hết sảy. Mình rửa cho nó sạch chứ, không có máu bầm á.
Cá tỏi vô thơm quá. Ở đây xào kiểu này sao người ta chịu nói em? À hả? Người làm sao mà người ta chịu nói? Trời ơi, có mùi tỏi với cái đó thôi á. Quá thơm luôn. Em chặt cái đầu cá này coi. Em coi cái đó nó vàng này. Lên đưa quấy đầu cá. Mình nấu súp cho nó ngọt ha. À hả? Lu có cá vô còn thơm thơm dữ nữa anh Lu. Yeah. Thơm quá em. Thơm quá, thơm quá. Thơm bể luôn mũi luôn. Có cái này vô còn chết nha. Dạ, Lưu Linh dùng cái hiệu này nè nha các bạn. Cái hiệu nè, Thơm Yum Paste của Thái nha. Rồi có ớt cay nữa anh, ớt bột á, để vô nữa. Khỏi nói rồi. Uh-huh. Khỏi nói rồi. Hôm nay mình lau ở đây rồi mình ăn cá tươi ha, nấu nẩu ha. Vừa ta người ta vừa câu lên á, đi ngang đó người ta cho liền luôn. Người ta biết luôn lên nấu nướng qua đây á, người ta cho liền luôn. Thấy sướng các bạn. Tại anh Lu mình ưa giỏi câu cá giỏi quá. Ta người ta biết tên tuổi luôn á. Tới chỗ là được có người cho cá. Nhìn cái màu không hả anh Lu? Nhiều đó là cũng đủ sống rồi đó. Thơm, thơm bức lên mũi luôn. Mấy bạn quá sướng, quá sướng. Mấy bạn đừng lo, tại vì nay có hai vợ chồng Lu Linh thôi. Lu thử bằng cái muỗng này á, nó không có mắc gì xinh đâu mấy bạn. Ồ, con lấy ngay. Chua mà cay. Cái này mình cho thêm miếng nước mắm nữa em. Miếng nước mắm nữa là đậm đà. Mình trúng cải á. Trời. Nè, nước ngoài đó người ta mướn mấy cái ấy nhỏ, người ta câu cá rồi thấy không? Cái nồi thấy hấp dẫn chưa các bạn? Oh man, thơm quá, cá thơm quá em ơi. Uh-huh. Đó, cái đầu cá chẻ lần nữa nè. Nãy xào kiểu đó kêu bằng ăn mạnh miệng luôn. Trời ơi, thấy chưa? Đi ra ngoài đây câu cá mà ăn cá tươi nấu nấu chua để chết luôn. Khai sặc luôn rồi. Mấy cái miếng cá này chúng vô quá còn gì bằng cái trời. Nè, đẹp không các bạn? Nè, các bạn anh Lu phi lê xong nè, thấy đẹp kìa không? Đó, mình để nước đá để cho cá nó còn tươi đó. Chút nữa hai đứa nhúng ăn. Cái lẩu cũng xong rồi nè. Bây giờ là Lu Linh chuẩn bị ăn nha các bạn ơi. Hên quá, hồi sáng là trời chuyển mưa ầm mị luôn, mà bữa Lu Linh tới đây thì không có mưa nữa, rất là đẹp luôn. Nay nước rất là cao.
Cẩn thận nha anh. Ui, an toàn không? Có quá bị không luôn? Không, quá ok. À, quá ok. Rồi xong xuôi. Mời các bạn ăn lẩu cá với lưu linh nha, chua cay. Đó, thấy ngon chưa? Quá tuyệt vời. Má ơi, má ơi. Rất là hên luôn, tại vì câu không có cá mà có người cho. Rồi, thôi, giờ mình khui chạy đi. Rồi. Để Lu thử chất độc trước đây. Đúng rồi. Nhất cái nắp. Ôi, cái gì vậy anh? Dữ vậy ta? Hết rồi. Con gà, con gà. Vô mấy bạn ơi, ăn lẩu. Quá ngon luôn. Chết nhỏ. Không, phải trái nhúng vô em ơi. Không cá. Cá nha. Cá chưa rồi đó. Đúng rồi này. Bữa đi câu cá nấu lẩu chua nha mấy bạn. Mình đi câu cá nhưng mà người ta cho mình cá mới hay á. Nấu lẩu mà có cái bếp than này á, nó chưa nó hơi này nè. Ôi đã quá. Em nóng không em? Không em ok. Tại gió đó. Đây có gió các bạn, rất là mát luôn. Không có bị nóng thì những cá này, cái này để cho nó chín chút nữa nha. Mà sợ vậy đó. Mấy bạn thấy không? Đã lắm. Sống ở cái tiểu bang Florida này nó sướng dữ lắm mấy bạn. Sướng dữ lắm luôn á. Cầm cái nha. Trời ơi. Đã quá em. Nè, phải có lấy nè, không chỉ lấy có lấy. Đâu mình mà thử miếng cá này nha mấy bạn. Đó, thấy chưa? Như là cái miếng thịt bò vậy đó. Thì oh wow. Oh wow, nó ngọt ngay em. Ừ. Ăn không được chấm gì hết. Ăn không hả? À, hết. Wow. Như là thịt bò vậy ha. Tại mấy bạn thấy không? Cái miếng nó như là miếng thịt bò vậy đó, thấy chưa? Mình play nó ra nhà mình nhúng vô là đã khỏi nói luôn rồi đó. Nên cái lẩu rất là ngon. Trời ơi. Như là miếng thịt bò đó. Vừa chua vừa cay nữa các bạn. Ừ, vừa chua vừa cay vừa ho. Quá cái của con. Rồi nè. Thơm dữ lắm luôn á. Em phải lấy sức mới được. Thơm dữ lắm luôn á. Cay. Quá cay luôn các bạn. Hôm nay mình không có bạn nhậu các bạn ơi. Có Lưu Linh nè. Bữa nay chị Miu mất đi làm. Chị Miu missing out. Quá trời đã.
mùi nấm này thổi luôn á. Ngon quá, ngon luôn. Anh không cần biết trâu cá gì lên đó, anh nấu ăn cũng ngon hết rồi. Trời ơi, nhưng mà miếng thịt bò vậy trời. Cá này mình ăn như là thịt bò vậy đó. Ăn thích mà chị đó không có làm. Trời. Vừa cay. Mới sáng xuống là thấy trận mưa tưởng là cái này mình tiêu rồi ha. Cảm ơn anh đẹp á. Dạ. Và vui á các bạn, Lưu Linh mới vừa tới chỗ thôi. Kéo cái đồ câu cá đi vô, cái anh đó anh câu được con cá, anh Lưu giúp ảnh xong ảnh cho anh luôn cá luôn. Nhiều ngày nào. Anh không biết ăn cá đó. Nhưng mà có con cá đó Lưu nấu á rất là ngon. Mấy con cá này mà mấy bạn mà không biết nấu á nó tằn dữ lắm mấy bạn à. Cái gân máu đỏ của nó trong tóm lại con cá này á, chỗ nào mà có cái máu đỏ đó mình bỏ hết nên là cái thịt của nó không có tanh. Bởi vậy á, người ta không có biết làm á, bởi vì người ta ăn nó tanh nên người ta sợ. Dạ. Con cá rồi luôn, dù không ngon. Ăn cái lẩu cá này ở ngoài biển này á, khỏi nói mấy bạn ơi. Hết sảy. Có tiền nó thiệt á, mình mua cũng không biết được không nữa mấy bạn. Nhưng mà Lưu Linh á, sướng con cái là mình ở đây phải không? Đúng rồi, mình ở gần nhà biển á. Mình đi cũng tiện lắm. Có 1 tiếng mấy nè. Mình để 2 miếng phi lê chung gần á. Cả đầu. Đó, ngày đó đó. Xé như thịt bò á. Cái thịt quá mềm quá không? Mà, anh muốn ăn á, anh nhai từ từ rồi anh cái nghe có cái mùi tanh không em, nhưng mà nó không có tanh luôn, em coi cái miếng này, nó trắng tươi thịt nè. Khỏi nói à. Wow. Quá ngon. Hãy ngồi kế hơn bãi biển ha. Hai đứa ăn lẩu. Ngon không gì bằng. Em bỏ miếng rau vô em ơi. Quá sướng rồi. Ăn mà hai cái mép đỏ chát luôn á. Nó cay ơi là cay. Nó chua ơi là chua. Nó ngon ơi là ngon. Ngồi hết hà không à. Mà cái mình ngồi ở đây nè, không ngồi ăn lẩu mà coi cái coi cái thời tiết nè. Nó đã không. Ôi ơi, nó ngon ơi là ngon. Mấy bạn biết mình ra ngoài mình ra ngoài biển á mấy bạn. Mà mấy bạn mà có phê cá hay là này cái kia đó, nhớ là mình ngâm cái nước đá đó là cái cá của mình nó không có bị hư nghe mấy bạn. Tại vì lúc mà mình không có cá mà mình ra khỏi nước rồi mà mình không có để vô trong cái nước đá đó. Cá con cá nó sẽ bở á, nó sẽ bị bở, nó bị hư á mấy bạn. Bởi vậy lúc nào mình đi ra ngoài đây á, mình cũng phải chuẩn bị nước đá nhiều nhiều á. Dù cho cái nước mình ngâm vô trong cái nước á, mà nó có nước đá nó cũng ok lắm. Nếu mà nó không có thì cái thịt con cá nó bị bở rồi nha. Tại vì biết sao nó nóng á. Rồi. Đã chưa? Thôi đi, để ăn miếng nước cay. Nãy cá đâu rồi? Nó bên đó đó, chưa chín đâu anh. Chín rồi nè. Nó còn đỏ kìa. Chín rồi. Để cho chút xíu này hả? Tại cá này không phải ăn sống. Cá hay đồ hàng bông gì đó, cái nào cũng ngon hết em. Mèn. Vừa chua cay thơm tỏi nữa mà ngày ăn không cẩn thận hồi ho banh rác thầy giặc á, thầy tỏi với xả nhiều á. Đã quá quá trời đẹp.
ưu tiên ăn xong ngủ được nha. Quá lý tưởng luôn. Ui. Đây, cá chín này nè anh, thấy không? Cách miếng gào. Cái lửa than này nó sôi riu riu vậy ăn đã hen, không có cần chỉnh lửa như cái bếp ga. Dạ, miếng cá luôn. Quá trời đã luôn, trắng tươi ha. Ngon. Như là thịt bò vậy đó. Ngon mà rất là vừa ăn. Nơi mấy bạn biết cái filet mignon mà mình cắn vô mà nó đứt ra mà nó mềm nó ngon các bạn, y hệt vậy đó mấy bạn. Mà thơm. Nghe mùi tanh luôn nha các bạn. Nấu kiểu này mà tanh gì nữa. Tanh là chịu thua luôn á. Bó tay luôn, mốt không có nấu ăn uống gì luôn á. Quá ngon không? Ngon. Chấm vô cái sauce nữa hết sảy nè em. Cái sauce này nè. Ngon ngon. Cho anh miếng mì nữa đi. Giờ cho anh miếng mì nữa đi em. Miếng mì ha. Yeah. Em cũng đem mì kiểu như Thái nha. Đúng rồi, mình ăn lẩu Thái rồi mình mới đem mì Thái chứ. Cục cục ha. Cho anh cục trước. Đúng rồi á, ăn nhiều mà thả vô nhiều vậy cho nó không có bị anh cục em cục. Ôi em cái cá nãy mới bỏ vô đem đây rồi. Đây nè. Đây. Đó. À. Thấy ngon rồi. Khỏi nói. Quá sướng quá sướng. Cái nấm rơm này bỏ vô ăn cũng ngon quá ha. Dạ. Yeah. Có nấm vô ăn nó ngon. Giờ gió hiu hiu mà buồn ngủ luôn á anh. Quá đã. Ăn ngon buồn ngủ. Rồi. Anh tiếp tục đi. Mì của anh được chưa? Anh thích mì còn cứng cứng vậy phải không? Dạ. Yeah. Chứ nó mềm nó rã quá ăn không anh không thích. Đó, anh thích vậy nè. Trộn miếng gào nữa. Rồi. Còn cứng cứng gì ăn ngon, còn cá không ta? Cá hơi mới cứ bỏ vô nó không? Để anh lặn nó bắt coi. Em mở vô thêm cho. Dạ. Yeah. Ôi. Cay trời, hai cái mép nó cay. Khá gì cay quá không? Nãy em để ớt vô hơi cay, tại anh thích ăn cay mà. Nhưng mà mình ăn cái lẩu cá mà nó cay chua mới được. Đi còn cay chua nó tanh lắm. Nãy em để cá một chỗ vậy đó, anh dễ lấy. Chỉ mò xuống đây lấy thôi nè, thấy không? Đó các bạn. Thêm một bữa thành công. Quá là ngon luôn. Vỗ tay một cái. Phạt mình miếng. Mấy bạn. Cái chai bia này nó ngon dữ lắm mấy bạn. Nhưng mà có một cái là nó giống chai thuốc rầy Việt Nam mình đó mấy bạn. Y chang luôn. Cái này mà nó không có chữ trọng chắc người ta tưởng thuốc rầy quá. Đúng rồi, cái chai bia này của tụi người Jamaica mấy bạn. Người đảo. Này Jamaica nè. Red Stripe. Ngon lắm. Mà có cái như cái chai nó xấu. Giống chai thuốc rầy vậy. Quá sướng mấy bạn. Quá sướng luôn. Các bạn ơi, bây giờ Lưu Linh cũng xin tạm ngừng video ở đây luôn nha. Lưu Linh chúc các bạn mình một ngày vui vẻ. Các bạn nhớ cho Lưu Linh cái thumbs up, cái subscribe để ủng hộ cho Lưu Linh để có những video tiếp theo. Để có những món tiếp theo cho mấy bạn xem chúng gì hết á. Ok mấy bạn nha. Hôm nay mình ăn lẩu cá biển nha mấy bạn, tươi luôn đó nha. Lưu Linh còn ngồi đây ăn cho gán ăn hết cái lẩu này không biết hết luôn. Mấy bạn mà muốn ăn cái lẩu này không có tốn nhiều tiền hết á. Tốn vé máy bay xuống gặp Lưu Linh thôi à. Ok bạn, bye.